Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip chia sẻ về máy đo SpO2, loại máy đo khá là thông dụng, đo SpO2 cá nhân, kẹp đầu ngón tay. Thế thì trong cái bối cảnh mà dịch bệnh lại tiếp tục leo thang, mặc dù là biến chủng Omicron thì được ví như một cái liều vaccine số 4 ấy, vaccine tự nhiên, khá là nhẹ thôi, hầu hết đều gây các triệu chứng ở vùng hầu họng nhẹ nhàng thôi. Thế tuy nhiên vì nhẹ nhàng nên là hầu hết các bệnh nhân đều ở nhà, chứ không còn cái cảnh mà phải chen chúc quá tải ở trong các khu dã chiến hay là trong các bệnh viện các tầng nữa. Thì đã là ở nhà thì lại càng cần phải chú ý đến cái máy đo SpO2 để phát hiện ra kịp thời các trường hợp mà diễn biến nặng hoặc là giảm SpO2 máu. Thì có rất là nhiều các loại máy đo SpO2 trên thị trường. Tuy nhiên thì mình thấy phổ biến nhất gần đây thì có cái loại giống như trong hình đây, đó là máy đo SpO2 A2, nguồn gốc từ anh em hàng xóm thần thánh. Ở đây thì mình có một thùng máy đo SpO2, nhìn sơ qua thì có vẻ như là nó cùng chủng loại thôi, đều là máy A2 cả. Đấy, tuy nhiên thì nhìn như vậy thôi nhưng mà thực tế là trong cái thùng máy này có đến 3 loại máy khác nhau hoàn toàn đấy. Khác nhau lắm. Ngay từ cái vỏ ấy thì vỏ hộp nó đã cho thấy rằng là có 3 loại khác nhau. Đây, 3 cái khác nhau đây. 1 2 3. Thế thì khác nhau đầu tiên là hai cái vỏ hộp này thì có ghi cái chữ là A2, còn cái vỏ hộp này thì không có chữ gì hết, không có gì, chữ gì hết, không có một cái chữ gì hết. Đấy. Ngay cả cái hộp mà có hai chữ là A2 này thì nó cũng khác nhau luôn, nhìn bằng mắt thường cảm quan bề ngoài thì có thể thấy rằng là cái phần bóng của cái hình in máy đo trên hộp này, cái phần bóng này thì nó sáng hơn, còn cái phần bóng này thì nó có sắc tím. Đây thì nó ngả màu ngà này, đây thì nó là sắc tím này, đây là trắng ngà này, đây là màu tím này. Đấy. Nó khác nhau ở cái phần đổ bóng, phần đổ bóng nhìn rất là rõ. Thế còn cái hộp mà không có chữ A2 này thì nó lại không đổ bóng, nó chỉ in mỗi cái hình này thôi. Tất cả ba cái hộp này đều hiển thị chung một thông số hết, 99, 78 và 55, 5.5. Thế thì trong ba cái hộp này thì cái nào là máy thật, cái nào là máy nhái thì nói thật là mình cũng không biết được. Đấy, có thể là cả ba cái đều là hàng nhái chăng? Thì cái máy này hiện tại bán rất là nhiều các hiệu thuốc này. Từ thời mà bùng dịch tháng 6, 7, 8, 9 năm 2021 ấy, thì những cái máy này có giá khoảng 300.000, 300.000 đấy. Còn hiện tại thì có vẻ nó bình ổn giá hơn rồi đấy. Thì rơi vào khoảng 100-200.000. Nhưng mà giá gốc nhập về thì có lẽ là chỉ vài chục nghìn thôi. Đấy, cái đấy thì các anh em cung cấp máy hiểu rất là rõ và có chia sẻ như vậy thôi. Còn hiện tại thì những cái máy này thì mình có lấy ở các hiệu thuốc là bán phổ biến lắm. Tại sao mà cái máy này lại phổ biến thì tẹo nữa mình sẽ nói. Và bây giờ thì mình sẽ bóc hộp và phân tích nội thất bên trong của từng cái máy nhá. Ở đây thì mình sẽ xem tổng thể lại bề ngoài của ba cái máy này, xem là kỹ hơn, xem là bề ngoài nó có giống nhau hoặc khác nhau cái gì. Nói chung là bề ngoài thì nó cũng giống y hệt nhau thôi, ngoại trừ cái vỏ hộp ở phần mặt thì còn lại nó giống nhau lắm. Cũng chả biết đâu là thật đâu là giả hay là tất cả đều là giả.
bề ngoài thì nó giống nhau. Đấy, bề ngoài đây, các mặt hộp thì nó cũng tương tự thôi. Nó chỉ khác nhau cái vỏ như lúc nãy mình đã phân tích. Thì bây giờ mình thử bỏ từng cái một ra xem. Mình bỏ cái mà không có chữ A2 trước nhá. Hàng mới, còn nguyên siêu luôn. Bên trong hộp thì rất là đơn giản thôi. Cái máy này, bên trong thì có phụ kiện này, có cả hướng dẫn sử dụng và có cả tờ check luôn, toàn tiếng Trung thôi. Đây. Hộp như cái hộp bánh ngày xưa ấy. Đây, đây là cái máy của cái hộp mà không có chữ A2. Thì để xem nó như thế nào. Nhìn cái tem của cái máy thì dán nó cũng lệch đấy. Dán lệch. Người có vẻ dán thủ công. Dán lệch. Thiết kế thì cũng đơn giản thôi, bên trong là cái nắp pin. Thế thì mình sẽ thử lấy một cái quả pin. Quả pin xịn đi. Lấy quả pin Toshiba xịn đi. Lấy quả pin Toshiba xịn để thử xem là nó như thế nào. Đấy, bọc pin ra. Bọc pin Toshiba rồi gắn vào theo hướng dẫn thôi. Chú ý cái dương âm. Đó. Lắp vào thì cũng đơn giản thôi. Thường thì sẽ đo ở cái ngón tay dài nhất của cơ thể. Đấy, cái máy này thì có 3 hay 4 chế độ hiển thị rồi đấy. Mình sẽ để ở cái chỗ độ hiển thị dạng sóng. Ở đây các bạn có thể thấy là lúc đầu nó hiển thị 93, nhưng mà cái ưu điểm của cái hiển thị biểu đồ dạng sóng ấy là nó sẽ cho thấy cái dạng sóng đều hay là không đều. Thì chỉ khi sóng mạch nó đều thì chỉ số mới đáng tin cậy. Ở đây thì chỉ số SpO2 của mình là 98 và mạch là trên 100 lần trên phút. Mạch nhanh không phải là do mình sốt đâu, mà là do mình vừa mới làm một cốc cà phê thôi. Đấy. Như vậy là cái chỉ số này có thể tin tưởng được. Đây thì mình sẽ chú ý là cái sóng mạch nó đều này. Sóng mạch này rất là đều. Sóng mạch đều. Chỉ số SpO2 98, nhịp nhanh, cái sóng mạch đều, chỉ số đáng tin cậy. Chưa nói đến cái chỉ số PI này nhá. Cái PI này thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. PI này là chỉ số tưới máu ngoại vi. Phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Để đo tham chiếu thì mình sẽ dùng một cái máy khác. Cái máy này thì xịn hơn rồi. Đấy. Như vậy là phép đo nó ok nhá. Máy cũng ổn thôi. Như vậy là cái máy mà có cái vỏ không có chữ A2 là ok. Đấy. Máy có vỏ không có chữ A2, ok. Ok đấy. Phép đo khá là chuẩn, dùng được. Rẻ tiền mà dùng được, như vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ xem hai cái máy mà vỏ nó có chữ A2 xem thế nào. Ở đây thì mình sẽ thử mở cái máy A2 mà cái vỏ nó có cái sắc ngà màu trắng ngà. Mình cảm giác cái này có vẻ xịn hơn là cái dưới đấy. Cái dưới thì nó ánh tím. Ánh tím này thể hiện là in ấn nó hơi lỗi. Dù sao thì mình vẫn xác định là cả ba cái này có thể đều là hàng Trung Quốc lỏm thôi. Rồi mình mở ra thì thấy nó cũng chả có gì khác cả.
cái này có vẻ là nó lỏng hơn này, cái này nó mềm hơn. Bên trong thì cũng có tem nhãn các thứ đầy đủ đấy, không biết được. Bản thân cái máy nó cũng có một cái tem của nhà thuốc này, nhưng mà bề ngoài của nó thì cảm giác nó lỏng hơn đấy nhá, cảm giác nó lỏng hơn đấy. Miếng dán nó cũng lệch hơn, miếng dán nó lệch hơn, cảm giác nó lỏng hơn. Bây giờ thì mình sẽ lắp pin vào xem. Cái này nó cũng lộ hết cả dây điện các thứ ra này, lỏng lắm, lỏng lỏng lỏng. Lắp pin theo đúng hướng dẫn thôi. À, bắt đầu đo xem nào. Đấy, nó hiện lên. Máy này nó cũng có 4 cái thế chế độ hiển thị luôn. Mình đo xem nó là bao nhiêu nào. Ok, vậy là nó cũng ra chỉ số tương tự thôi. Nhịp trên 100 lần trên phút SpO2 thì 98%. Ok nhá, máy được. Cái chỉ số từ máu ngoại vi thì nó đo có vẻ hơi thấp. Nói chung là chúng ta sẽ đo và lưu ý đến cái sóng mạch. Đấy là lý do vì sao mà nhất là bệnh nhân theo dõi tại nhà, càng theo dõi tại nhà thì càng phải chú ý những cái máy đo mà nó có hiển thị sóng mạch như thế này để chụp hình màn hình gửi cho bác sĩ. Và bác sĩ sẽ đọc chỉ số dựa trên những cái thông tin này. Các chỉ số có vẻ nhảy nó linh tính quá nhỉ. Nói chung là ở cái mức 98 và khoảng 100 là ok. Đấy, như thế này này. Ok nhá. Tạm cất cái máy này đây. Tiếp theo mình sẽ mở hộp cái máy mà có ánh tím này xem nào. Ánh tím này. Ánh tím này. Cái máy có ánh tím này thì cũng vậy thôi, cũng có một cái hướng dẫn sử dụng bên trong và một cái tờ check. Cái hướng dẫn sử dụng bên trong in nó còn ngả vàng cơ. Đấy. Đấy, bây giờ thì mình sẽ thử lại lấy một cục pin xịn. Cục pin xịn ra. Lấy một cục pin xịn ra để lắp. Pin Toshiba xịn đây. Lắp vào. Ồ, cái này thì cái hướng dẫn lắp điện cực pin nó lại ở bên trong cơ. Lắp, nói chung lắp vào nó cũng đơn giản, không có cái gì khó khăn cả. Này lắp nó hơi cứng nhá. Ồ, hoàn thiện nó cũng kém rồi. Lắp cứng ghê. Giờ lắp xong rồi mình sẽ thử đo xem. Cái máy này thì màn hình độ sáng nó kém hơn và nó lộ cả LED đây này. Lộ cả cái LED này, lộ hai cái giải LED này. Xem nhá. Cái này kém, cái này quá kém. Chỉ số mạch thì cũng đều đấy, sóng mạch cũng đều đấy. Nhưng mà chỉ số nó nhảy thấp quá. Chẳng lẽ cà phê lại nhanh hết tác dụng thế? Mình thử lấy cái máy tham chiếu xem nào.
Cái máy tham chiếu này thì ấn vào, đeo vào tay là nó tự lên luôn, không cần phải ấn. Đúng rồi, mạch nó đã xuống hơn. Đấy, mạch vẫn trên 100 lần và SpO2 98%. Mà máy đo, máy mà cái máy có cái sắc tím này nó lại kém thế nhở. Máy có sắc tím mà nó kém đấy. Kém kém. Máy này kém. Mình thử mở một cái máy có sắc tím khác xem. Đây này, có rất là nhiều cái máy có sắc tím nhá. Đây, cái này có sắc tím này, cái này là ngả vàng, ngả trắng này. Xem các máy có sắc tím. Nhiều mà, nhiều máy mà. Cái máy A2 nào mà có sắc tím thì mình sẽ thử mở thêm mấy cái nữa xem nào. Sắc tím có vẻ đuối quá nhỉ. Cái này thì phân biệt khó lắm. Không phải là người mà tiếp xúc nhiều với máy móc, sợ rằng phân biệt nó khó. Đây, đây mình có hai cái máy đều có cái sắc ngả tím ấy. Thử bỏ nó xem nào. Đây, tương tự thôi, cái này còn nguyên siêu. Nguyên siêu luôn. Sắc tím này, đột siêu luôn. Nhìn chung về cái máy sắc tím này thì đặc điểm là cái màn hình nó lộ led, nó lộ hai cái bóng led ra, tức là mức độ hoàn thiện không cao. Cái sóng mạch cũng không có chính xác nữa, chỉ số thì nhảy loạn hết cả lên. Mà cố gắng thì cũng được. Nhảy. Đấy, chỉ số thật của mình vẫn phải là 98 và mạch trên 100. Mà sao cái máy sắc tím này nó lại ra những cái chỉ số ảo thế nhỉ? LED thì lộ ra nữa này. Đây là hai cái LED nó lộ ra đây này. Mạch thì hiển thị có 87 thôi. SpO2 thì lúc thì 99, lúc thì 95, lúc thì 96. Cái mạch nó đã không đúng rồi. Hiện tại là mình đang mạch nhanh, mình mới uống cà phê xong. Giờ mình sẽ thử nốt cái này. Đây, cái này cũng còn nguyên siêu luôn. Có cả check luôn này. Lấy pin ra thử luôn, tội gì. Lấy pin mới luôn. Lộ hết cả dây điện bên trong. Đây. Đó. Cái LED này rất là kém, cái màn LED kém lắm. Ok, cái này thì ok này. Ui, vừa nói xong nó nhảy 95 loạn hết cả lên. Rồi này. Như vậy đánh giá ban đầu thì cái máy mà có cái sắc tím ấy, cái bóng, cái đổ bóng của máy ấy, nó có sắc tím ấy thì có vẻ không đáng tin lắm.
chỉ số nó sai số nhiều. Đây thì mình còn có thể làm một bước nữa là mình lấy khăn giấy mình lau các mắt cảm biến đi. Ở trong này nó có cái mắt cảm biến. Rồi mình thử lau nè. Loạn hết cả lên. Đấy. Như vậy các bạn có thể thấy là cùng một cái máy A2 nhưng mà cũng rất là nhiều loại. Đây, cái vỏ hộp nó có sắc ngà này, nó trắng đục rồi này, thì có vẻ như nó đáng tin hơn. Chỉ số nó có vẻ đúng hơn. Độ sáng màn hình cũng cao hơn. Nhưng mà còn cái máy mà có sắc tím ấy, vỏ có cái sắc tím ấy, như cái này này, thì nó có vẻ sai số nhiều hơn. Thế thì nhìn bề ngoài thì cái máy mà sắc ngà thì cái màn hình nó lại ở lệch ở phía dưới ấy. Tất cả đều hở led hết. Có cái A2 mà nó không có chữ A2 ấy, thì có vẻ là hoàn thiện là tốt nhất. Đấy. Có vẻ hoàn thiện nó là cao nhất. Ba cái xem nào. Cái mà A2 mà không có cái chữ A2 ấy, thì nó còn có cả tiếng nữa cơ. Đây, cái này là lật kém nhất này. Hai cái này thì có vẻ ổn. Hai cái này ổn. Cái này ổn nhất. Cái này ổn nhất. Cái mà không có chữ ấy. Cái này. Cái này không có chữ ổn nhất. Cái mà có sắc tím này thì là kém nhất. Đây, cái này. Cái mà có cái sắc ngà này thì cũng ổn. Này, cái loại này đổ bóng nó trắng trắng thôi, nó không có màu tím, nó không bị ám tím, thì có vẻ như đây là cái mà bình dân mà ổn. Cái này thì có vẻ là tốt đấy. Cái này có vẻ là hàng tốt. Cái mà không đổ bóng không gì hết là hàng tốt. Tóm lại thì qua video clip này thì mình cũng lưu ý các bạn khi mà chọn mua các máy đo SPO2 dù nó rẻ nhưng mà cũng phải xem kỹ. Về cái máy A2 này thì có lẽ nên chọn cái mà nó không có chữ A2, hoặc là bên trong nó hoàn thiện, nó có vẻ tốt hơn một chút. Hoặc là cầm nó đầm tay này, rồi nó không lộ các mạch đồng quá nhiều, các mạch dây điện quá nhiều, bên trong thì đủ giấy tờ, đủ phụ kiện. Đấy. Nên như vậy. Còn thực sự thì hàng trôi nổi cũng nhiều lắm, không biết đâu mà lần. Thêm một cái nữa là cái A2 này có vẻ là cái vỏ nó có cái dấu vòng quay này này, thì có vẻ nó là hàng tốt đấy. Còn những cái máy mà sắc hồng, sắc vàng hay là sắc tím hay là ngả màu thì mình không thấy nó có cái vòng quay này. Đấy. Ví dụ một cái có chữ A2 xem nào.
không thấy nó có cái vòng quay đấy, đấy nhá, không có. Nó phải có cái biểu tượng vòng tròn giống cái mà không có chữ này cơ. Có vẻ như đấy cũng là một cái dấu hiệu để nhận biết hàng thật, hàng xịn và hàng giả. Đây này, những cái mà lỏng hơn là nó không có cái vòng tròn đấy. Thì có vẻ như đây là cái nhái 1 và cái màu tím là cái nhái 2 chắc. Mình thì cũng không có đủ cơ sở để kết luận cái nào là nhái và cái nào nhái 1, nhái 2, nhưng mà nói chung mình thấy cái dòng này giá rẻ, bình dân. Lưu ý khi mua thôi. Còn cái này thì ok. Cái này thấy nó ok đấy. Tốt nhất là chọn được cái mà nhìn nó chắc chắn như thế này. Nó có cái vòng tròn này. Ok đấy. Thực sự thì cầm nó cũng cứng cáp hơn chút. Và nói chung là những cái dòng này thì rẻ tiền mà dùng được nhá, mình thấy là dùng được. Lưu ý là bật lên nó có tiếng. Đấy, thế là dùng được. Cái mà nó không có chữ này này, nó khác ở hai cái còn lại là nó có tiếng. Nó có tiếng tít tít. Đo nó cũng nhanh nữa. Còn cái mà mình đo tham chiếu hôm nay là cái của Unitec. Sợ là nhịp mình vẫn nhanh mà. Đây, cái mình đo tham chiếu là cái của Unitec. Bạn check PC 60F này là ra thôi. Sản xuất. Tóm lại là các bạn nên chọn những cái máy mà nó có biểu đồ dạng sóng thì nó sẽ là những cái mà mình căn cứ được, chụp hình màn hình gửi cho bác sĩ nó cũng tốt hơn. Có những cái máy nó đơn giản như thế này này, chỉ có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà thực sự là nó rất là khó khăn trong cái việc đánh giá, nhất là các bạn mà phải theo dõi từ xa. Đây, ví dụ cái máy này nhìn nó rất là bình thường, có mấy chục nghìn thôi mà. Tiêu 2 thì ra là một cái máy rất là đơn giản thôi. Cái máy này cũng là đồ rẻ, giá rẻ thôi nhá. Thôi là dán bằng tay còn lệch ra khỏi luôn. Đấy. Nó chỉ có hiển thị số thôi. Đấy. Thực sự thì mình là một người khỏe mạnh, rất là bình thường. Thì những cái thông số này có thể nó dễ đo, các máy rẻ tiền đo cũng được. Nhưng mà gia đình bạn nào mà đã từng có F0 rồi mới thấy là những cái chỉ số như thế này nó chạy nhảy rất là khó. Vì đây, ví dụ là 95, 94 này, 93 này. Nếu mà thực sự mà chỉ số nó chỉ có như thế này thì mình phải đi cấp cứu rồi đấy. Dưới 94% là phải đi cấp cứu rồi đấy. Chỉ số nhảy loạn như thế này rất là khó để cho các bác sĩ theo dõi bệnh nhân tại nhà. Tốt nhất các bạn nên chọn các loại máy rẻ cũng được, nhưng mà nó có cái biểu đồ dạng sóng ấy, để các bác sĩ còn phân tích. Vì trong thực tế thì bệnh nhân mà COVID ấy, trong khi cơn sốt ấy, đo nó cũng khác đấy nhá. Ngoài sốt thì cái tình trạng co mạch hoặc là thiếu oxy thực sự nó đo nó cũng khác đấy.
máy cơ. Máy nhỏ nhỏ này cũng đo được thôi nhưng mà nó nhảy loạn hết cả lên. Tốt nhất là vẫn nên kiếm cái máy mà có biểu đồ dạng sóng để đo thì nó sẽ tốt nhất. Máy mà có biểu đồ dạng sóng thì nó sẽ cho cái sóng nhịp nữa. Đây là sóng nhịp này này. Cái này thì không biết đâu mà lần luôn. Lắm.